kinh hoàng trần nhà bất ngờ sập xuống. Vụ cháy khiến hai bà cháu tử vong, ắc quy xe đạp điện chập khi đang sạc. Xôn xao vụ bé gái 13 tuổi tử vong sau khi ăn cá lóc kiếng ở Kiên Giang. Tạm giữ hình sự nghi phạm hiếp dâm bàn nhậu. Kinh hoàng trần nhà bất ngờ sập xuống. Sự việc xảy ra vào ngày 7 tháng 7 tại nhà của Mika Poster ở Springfield, ngay bên ngoài Washington DC, Mỹ. Đoạn video cho thấy các thành viên trong gia đình hét lên khi một tấm trần nhà rơi xuống. Có thể nhìn thấy dây điện từ một thiết bị chiếu sáng âm tường đung đưa xung quanh trước khi tấm trần nhà thứ hai rơi xuống. Poster nói với Storyful rằng con trai ông nhận thấy có một vết nứt trên trần nhà vào buổi sáng hôm đó. Vết nứt này lớn dần vào buổi chiều. Con trai tôi đã đặt điện thoại để quay lại trong trường hợp trần nhà rơi xuống và điều đó đã xảy ra, Poster nói. Vụ cháy khiến hai bà cháu tử vong, ắc quy xe đạp điện chập khi đang cắm sạc, cháy nổ. Trưa ngày 13 tháng 7, ông Hoàng Thăng Giáp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa, cho biết nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ hỏa hoạn khiến hai bà cháu tử vong xảy ra trên địa bàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ắc quy xe điện khi đang sạc bị chập dẫn đến cháy nổ. Thời điểm xảy ra đám cháy, ngoài hai bà cháu đã tử vong ở tầng 1, ở tầng 2 còn có 3 người nhưng may mắn được lực lượng chức năng cứu sống, ông Giáp nói. Trước đó, như đã đưa tin, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày tại căn nhà 3 tầng của gia đình anh Đê, trú khu phố Xuân Phú, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, khiến bà C, 63 tuổi, mẹ anh Đê và cháu T, 5 tuổi, con anh Đê tử vong. Ba nạn nhân khác gồm vợ chồng anh Đê cùng con trai được lực lượng chức năng cứu sống. Được biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bà C cùng cháu T đang ngủ ở gác xếp dưới tầng 1. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên, giúp gia đình lo hậu sự. Xôn xao vụ bé gái 13 tuổi tử vong sau khi ăn cá lóc kiếng ở Kiên Giang. Ngày 13 tháng 7, bác sĩ Vũ Hoài Phương, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang xác nhận có một trường hợp được đưa đến khoa cấp cứu nhưng đã tử vong vào chiều ngày 12 tháng 7. Cụ thể, bác sĩ Phương, trực cấp cứu ca bệnh cho biết bệnh nhân tên T là bé gái sinh năm 2010, ngụ xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành. Bệnh nhân nhập viện lúc 14 giờ 36 ngày 12 tháng 7 trong tình trạng ngừng thở. Các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra cấp cứu cho bệnh nhân như bóp bóng giúp thở, xoa bóp tim ngoài lồng ngực, mắt monitor theo dõi. Bệnh nhân đã tím tái toàn thân, mạch bèn cảnh không bắt được, tim không nghe, phổi lồng ngực mất di động. Chẩn đoán của bác sĩ là đột tử, chưa rõ nguyên nhân. Theo lời khai của bà L, mẹ bệnh nhân, trước lúc vào viện khoảng 13 giờ, em T có ăn cá lóc kiếng và canh cua đồng. Đến 14 giờ phát hiện T hôn mê nên đã đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bà L cho biết, T nói với gia đình đi mò cua mò cá ăn ở ao nước gần nhà. Sau đó về T có ăn thịt trứng của cá lóc kiếng mà T mang về. Khoảng một tiếng sau, bà L phát hiện con gái có biểu hiện bất thường, ngã từ võng xuống trong tình trạng nửa người trước dưới đất, nửa người sau còn trên võng. Bà L đã đưa con đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Theo ông Thạch Thuận, chú ruột của bé T cho biết, ông và nhiều người dân là hàng xóm xung quanh gia đình cũng từng ăn thịt và trứng cá lóc kiếng nhưng không có biểu hiện gì hay bị ngộ độc. Gia đình bà L rất khó khăn, có 7 người con. Hằng ngày bé Đê cũng hay đi mò cua cá về ăn, phụ giúp gia đình, là đứa con rất có hiếu, nghe lời cha mẹ. Mặc dù cá lóc kiếng có thể ăn được, nhưng các chuyên gia cũng khuyến cáo, nếu người ăn có hệ tiêu hóa, nhạy cảm, hoạt động không tốt. Tốt hơn hết hãy tránh sử dụng các thực phẩm lạ như loài cá lóc kiếng này. Chiếc điện thoại trên tay cô gái đột nhiên biến mất, thủ phạm khiến ai cũng giật mình. Mới đây, New York Post đăng tải đoạn video đầy thú vị, cho thấy hai người phụ nữ đang tạo dáng chụp hình thì bất ngờ có một vật lao ngang qua khiến cả hai giật mình và một người nhìn xuống tay mình thì bối rối, không biết chiếc điện thoại đã biến mất ở đâu. Theo nguồn tin này, cuối cùng sau khi xem lại đoạn video tua chậm về sự việc, mọi người đã phát hiện ra vật thể lao ngang qua lúc các cô gái đang tạo dáng là một con cá và nó đã va vào chiếc điện thoại khiến nó rơi xuống biển mà không ai hay biết. Được biết, khoảnh khắc đáng kinh ngạc xảy ra vào ngày 19 tháng 6. Ngoài khơi một tỉnh của Philippines. Sau khi biết nguyên nhân mất điện thoại, họ đã báo cáo cho người lái thuyền, người này đã lặn xuống biển để tìm kiếm chiếc điện thoại nhưng vô ích.
Tuy nhiên, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Đến tối ngày 19 tháng 6, chiếc điện thoại được phát hiện trên bờ. Tối hôm đó, thủy triều rút, ai đó đã tìm thấy chiếc điện thoại trên bờ biển và trả lại cho chúng tôi, một người phụ nữ cho biết. Nhưng đáng tiếc chiếc điện thoại đã bị hỏng và không thể sửa được nữa. Bắt nhóm thanh niên truy đuổi, nổ súng bắn hai người vì nghi là đối thủ. Ngày 13 tháng 7, Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng cho biết đã khởi tố và bắt 4 người liên quan vụ nổ súng bắn đạn bi sắt gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn. Bước đầu xác định khoảng 0 giờ 10 ngày 3 tháng 7, V 19 tuổi đi xe máy chở bạn là Quy 20 tuổi đến ăn tại quán bún trên đường Hà Huy Tập. Ăn xong cả hai về đến ngã tư đường Hà Huy Tập Trần Xuân Lê thì bị nhóm 4 người đi trên hai xe máy áp sát. Một người trong nhóm trên lấy ra một vật nghi là súng bắn đạn bi sắt bắn trúng vào vùng hông bên trái của Quy. V vội chở Quy bỏ chạy qua nhiều tuyến đường, nhóm thanh niên kia rượt đuổi và bắn nhiều phát gây thương tích cho V. Vào cuộc điều tra, Công an quận Thanh Khê đã triệu tập 4 người liên quan là Võ Trần Đình Dương 23 tuổi, Trần Viết Hào 19 tuổi, Tôn Thất Trần Thanh Tú 19 tuổi, Chế Văn Quốc Tuấn 21 tuổi. Nguyên nhân sự việc xuất phát từ cuối tháng 4 năm 2023, khi Dương đang làm tại một quán nhậu thì bị một nhóm người không rõ lai lịch đến đập phá. Dương biết đây là nhóm ở xóm chùa nên tìm cách phục thù. Sau đó người này lên mạng đặt mua một khẩu súng bắn đạn bi sắt và 6 viên đạn. Khi thấy hai thanh niên trên nghi ngờ là thuộc nhóm của xóm chùa nên Dương cùng đồng bọn tấn công. Cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam 4 người trên để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng. Tạm giữ hình sự nghi phạm hiếp dâm bàn nhậu. Ngày 13 tháng 7, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Công an thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định cho biết đang điều tra một vụ án hiếp dâm xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 23 giờ ngày 8 tháng 7, tại phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Đỗ Ngọc Dũng, 32 tuổi, trú phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, cùng một nhóm bạn uống rượu. Trong lúc uống rượu, Dũng đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị M nên đã ép chị M phải quan hệ với mình. Hành vi của Dũng sau đó đã bị chị M trình báo đến Công an thành phố Nam Định. Lực lượng công an ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường và tiến hành tạm giữ hình sự Đỗ Ngọc Dũng để điều tra. Vụ hiếp dâm bàn nhậu đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Xả nước chống hạn, nhiều hộ dân bị ngập dưới trời nắng nóng. Ngày 12 tháng 7, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Thượng Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết có 10 căn nhà trên địa bàn xã này vừa bị ngập sâu trong nước do sự cố cấp nước tưới tiêu trên địa bàn. Theo đó, khoảng 3 giờ 30 phút sáng cùng ngày, nước từ kênh Ngàn Tươi, Cẩm Trang chảy vào ruộng đồng gây ngập 10 căn nhà dân ở hai thôn Đất Đỏ và thôn Văn Minh của xã Thượng Nga. Nước tràn và dâng nhanh đã khiến nhiều gia đình không kịp trở tay di dời tài sản. Một số tài sản, đồ điện như quạt, máy lọc nước bị hư hỏng. Một số gia đình bị thiệt hại do nước ngập gây ướt lúa dự trữ. Ngoài 10 hộ dân ở xã Thường Nga bị ngập, nước từ kênh thủy lợi Ngàn Tươi, Cẩm Trang cũng gây ngập cho 2 hộ dân và 1 hecta lúa tại thôn Vĩnh Phú, xã Phú Lộc và hơn 2 hecta lúa hè thu ở thôn Nhân Phong, xã Gia Hanh. Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng địa phương đã có mặt tìm hiểu nguyên nhân và xác định do một số cống tiêu của kênh thủy lợi không có gioăng cao su nên không được đóng kín. Khi mực nước trong kênh tăng lên cao, nước chảy qua các chỗ hở của cống tiêu và tràn vào đồng, tràn vào nhà dân gây ngập. Khoảng 4 triệu người nước ngoài có nhu cầu mua nhà ở Việt Nam. Hiện có 3.035 người nước ngoài đã mua nhà chung cư ở Việt Nam. Khoảng 4 triệu người muốn mua nhà ở Việt Nam, bao gồm người nước ngoài và Việt Kiều. Ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản cho biết, tại Hội thảo Quốc tế Tiềm năng Phát triển Thị trường Bất động sản tại Việt Nam, do Bộ Xây dựng phối hợp với tạp chí Nhà đầu tư tổ chức ngày 13 tháng 7 tại Hà Nội. Các tổ chức cá nhân nước ngoài đã mua và sở hữu nhà ở Việt Nam tập trung chủ yếu tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội 1.765, thành phố Hồ Chí Minh 850, Bắc Ninh 110, Bình Dương 210, Bà Rịa Vũng Tàu 50. Theo ông Hải, từ khi luật nhà ở năm 2014 có hiệu lực cho đến nay, số lượng cá nhân tổ chức nước ngoài sở hữu nhà ở Việt Nam đã tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, theo quy định của luật đất đai năm 2013 và dự thảo luật đất đai sửa đổi, thì cá nhân nước ngoài không thuộc đối tượng được mua sở hữu đất tại Việt Nam. Phát hiện tàu du lịch 5 sao, cho khách tắm chui trên vịnh Hạ Long.
Theo đó, ngày 12 tháng 7, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên Vịnh Hạ Long, đoàn công tác của lực lượng chức năng thành phố Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh Hạ Long do đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long làm trưởng đoàn đã phát hiện và xử lý đối với chủ 3 tàu khách đang tổ chức sự kiện giải trí khi chưa được cấp phép trên Vịnh Hạ Long. Tại thời điểm kiểm tra, có 120 khách du lịch trong danh sách của hai tàu Âu Cơ 01 và Âu Cơ 02, 30 khách du lịch trong danh sách hành khách của tàu Starlight đang tổ chức hoạt động vui chơi giải trí trên bãi cát Bản Chân, Hòn Bọ Hung, Vịnh Hạ Long. Theo xác nhận của ông Mạc Thành Công, thuyền trưởng tàu Âu Cơ 01 và ông Trần Văn Hoàn, thuyền trưởng tàu Âu Cơ 02, việc cho số khách trên xuống khu vực bãi cát Bản Chân là theo chỉ đạo của ông Lê Việt Đức, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn du thuyền Baiza, chủ sở hữu các tàu Âu Cơ 1 và 2. Qua kiểm tra hồ sơ pháp lý, đoàn công tác xác nhận thuyền trưởng và các phương tiện đã xuất trình đầy đủ các giấy tờ liên quan đến hoạt động vận chuyển khách trên vịnh. Tuy nhiên, thuyền trưởng chưa cung cấp được các văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc cho phép đón trả khách xuống khu vực bãi cát Bản Chân để tổ chức sự kiện. Đoàn công tác đã lập biên bản để ghi nhận sự việc, yêu cầu thuyền trưởng các phương tiện nêu trên có mặt tại phòng quản lý đô thị thành phố Hạ Long để giải quyết, đồng thời tạm giữ các phương tiện này để xử lý vi phạm. Bầu Thủ tướng Thái Lan, ông Pita Limjaroenrat là ứng viên duy nhất. Theo hãng tin Reuters, ngày 13 tháng 7, ứng viên Thủ tướng Thái Lan ông Pita bước vào bài kiểm tra quan trọng về sức ảnh hưởng chính trị của ông khi Quốc hội nước này bỏ phiếu bầu thủ tướng mới. Chính khách 42 tuổi này là ứng cử viên duy nhất được đề cử cho chức thủ tướng vào ngày 13 tháng 7, nhưng ông phải đối mặt với thách thức lớn trong việc đảm bảo có được hơn một nửa số phiếu ủng hộ của các nghị sĩ tại Quốc hội. Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra chiều ngày 13 tháng 7. Cuộc bỏ phiếu diễn ra khoảng 2 tháng sau khi đảng Tiến Bước, MFP, dẫn đầu trong cuộc tổng tuyển cử Thái Lan và hình thành Liên minh 8 đảng. Với kết quả bầu cử vừa qua, quá trình đi tới chiếc ghế Thủ tướng Thái Lan của ông Pita có thể sẽ không dễ dàng. Liên minh 8 đảng do MFP lãnh đạo đang chiếm 312 trong tổng số 500 thành viên của Hạ viện. Tuy nhiên, ứng cử viên cần có ít nhất 376 phiếu bầu để có thể trở thành Thủ tướng tiếp theo của Thái Lan. Vì cuộc bỏ phiếu còn có sự tham dự của 250 thượng nghị sĩ, như vậy ông Pita sẽ cần thêm 64 phiếu từ các đảng đối thủ hoặc các thành viên bảo thủ tại Thượng viện Thái Lan. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.